Chuyện tình lãng mạn của cặp chị em Khánh Thi Phan Hiển lấy nhau đẻ ba con rồi vẫn tình như thuở mới yêu, hết khen vợ thông minh tinh tế đến tay bổng tay bế chăm con. Trải qua hơn một thập kỷ bên nhau, vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển vẫn duy trì tình cảm ngọt ngào, mặn nồng như thuở ban đầu. Mới đây trên trang cá nhân, ông xã Khánh Thi đã có màn hình vợ gây sốt. Anh đăng tải hình ảnh chụp vợ kèm dòng trạng thái khen vợ thông minh, tinh tế và xinh đẹp. Bên dưới bình luận, khán giả đồng loạt để lại lời ngưỡng mộ dành cho tình yêu của cặp đôi. Nhiều người còn nói vui rằng Phan Hiển mình vợ có nghề. Trước đó Khánh Thi cũng không ít lần phốt chồng có biệt tài giỏi nịnh gái khiến cư dân mạng một phen cười nghiêng ngả. Khánh Thi và Phan Hiển là hai kiện tướng dance sport nổi tiếng của Việt Nam. Từ mối quan hệ cô trò, họ bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được hơn thập kỷ. Hiện tại cặp đôi đã có tổ ấm hạnh phúc bên ba nhóc tỷ đáng yêu khó kỉnh. Ngoài việc giúp đỡ chăm con, Phan Hiển luôn chủ động làm nhiều điều lãng mạn bất ngờ dành cho bà xã, như tổ chức tiệc sinh nhật một cách bí mật, hay trong những ngày đặc biệt anh đăng nhiều bài viết hình ảnh bày tỏ tình cảm đong đầy đến nửa kia. Trước nhiều sóng gió, vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển đã cùng nắm tay vượt qua để có thể đến được với nhau và xây dựng một mái ấm gia đình như hiện tại.